Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với HHTQ Thắng channel. Hôm nay mình sẽ công chiếu Bách Luyện Thành Thần tập 31. Hơn 200 món huyền khí được đặt chỉnh tề tề cùng một chỗ. Trưởng quầy trung niên cầm một cái bàn tính kim loại trên tay, ngón tay gảy loạn không ngừng, tạo thành tiếng vang lách cách. Tổng cộng 220 món huyền khí. Chỗ huyền khí này có phân giá cao thấp, ta cứ chia đều một huyền khí là 100 viên phương tinh mà tính, thì tổng cộng là 2.200.000 viên phương tinh. Trưởng quầy trung niên tính xong, lại nói với La Trinh, ngài mua một lúc nhiều như vậy, Thiên Cơ Các chúng ta theo lý sẽ chiết khấu cho ngài 10%. Dựa theo đó làm tròn số, sẽ thu của ngài 2.000.000 viên phương tinh, ngài xem giá này đã hài lòng chưa? Ưu đãi 10%, cũng không tệ lắm. La Trinh gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Sau đó La Trinh đi cùng trưởng quầy trung niên ra khỏi Thiên Cơ Các, tiếp đó tìm được một cửa hiệu đổi tiền Thiên Lộc nằm trong một góc của khu phố chợ. La Trinh vào hiệu đổi tiền Thiên Lộc, lấy miếng lệnh bài màu vàng ra, thái độ người trong cửa hiệu cũng lập tức thay đổi. Người trong hiệu đổi tiền Thiên Lộc đều hiểu rất rõ, người giữ loại lệnh bài màu vàng này không giàu có thì cũng có thân phận cao quý, bọn họ tất nhiên phải tiếp đãi thật cẩn thận. Sau đó hiệu đổi tiền Thiên Lộc lập tức viết một tờ ngân phiếu định mức 2.000.000 viên phương tinh đưa cho La Trinh. La Trinh lại giao qua tay cho trưởng quầy trung niên. Như vậy vụ làm ăn này mới xem như hoàn thành. Người đàn ông trung niên cố nén hưng phấn trong lòng. Tuy hắn ở Thiên Cơ Các cần cù nhiều năm, leo lên được cái chức trưởng quầy, nhưng lúc này bán đi được một số lượng lớn huyền khí thượng phẩm như thế, cũng đủ khiến hắn có được một khoản thu xa xỉ. Trở lại Thiên Cơ Các, La Trinh liền dùng nhẫn tu di thu lại đống huyền khí trước mắt. Không gian trong nhẫn tu di không lớn, thu hết hơn 200 món huyền khí thượng phẩm vào trong đó thì gần như đã sử dụng hết tất cả không gian bên trong. Sau đó La Trinh liền rời đi. Chờ sau khi La Trinh rời khỏi, một vị lão nhân với chòm râu dê đi từ lầu 2 xuống, nói với trưởng quầy trung niên, ngươi nói vị đệ tử ngoại môn Thanh Vân Tông này, mua một lúc nhiều huyền khí như vậy để làm gì? Trưởng quầy trung niên cũng không thể hiểu nổi, chỉ có thể suy đoán và nói, chẳng lẽ thiếu niên này mua nhiều huyền khí thượng phẩm như vậy để đem lên phân phát trong Thanh Vân Tông? Lão nhân lắc đầu, hiển nhiên không hài lòng với đáp án này. Chuyện này, có lẽ cả đời bọn họ cũng không thể đoán được. Lúc La Trinh trở lại Thanh Vân Tông, trèo lên được Tiểu Vũ Phong thì đã là đêm khuya. Vào phòng mình, trong mắt La Trinh lập tức hiện lên vẻ hưng phấn. 220 món huyền khí, dựa theo tỷ lệ một món huyền khí thượng phẩm có thể luyện ra 5 giọt thiên diễn tinh hoa mà tính. Vậy hắn có thể luyện ra được đến 1.100 giọt thiên diễn tinh hoa. Nhiều thiên diễn tinh hoa như vậy, nếu cho Thanh Long hấp thu thì cũng đủ để thắp sáng hơn 200 miếng vảy rồng rồi. Hiện tại La Trinh mới chỉ thắp sáng 7 miếng vảy rồng mà đã khiến thực lực hắn vượt xa người cùng cấp. Nếu thắp sáng hơn 200 miếng vảy liền một lúc, vậy sức mạnh của hắn sẽ gia tăng tới một mức độ khó có thể tưởng tượng nổi. Nhưng La Trinh cũng chỉ là nghĩ mà thôi. Hắn tất nhiên sẽ không đổ hết tất cả thiên diễn tinh hoa vào miệng Thanh Long kia. Nghĩ đến giá cả của thiên diễn tinh hoa, La Trinh cũng cảm thấy nóng lòng. 50 giọt thiên diễn tinh hoa có thể bán đấu giá được 12.000.000, vậy 500 giọt thiên diễn tinh hoa chẳng phải là có thể bán đấu giá được 120.000.000 phương tinh sao? Đương nhiên, La Trinh cũng hiểu rõ đạo lý vật quý vì hiếm. Nếu hắn đem bán số lượng lớn thiên diễn tinh hoa trong cùng một lần, vậy số lượng thiên diễn tinh hoa trên thị trường quá nhiều, tất nhiên sẽ không còn cái giá này nữa. Cho nên nhiều thiên diễn tinh hoa như vậy, hắn cần phải chia thành từng đợt mà bán. Trước mắt, La Trinh vẫn phải luyện hóa hết số huyền khí thượng phẩm trong nhẫn tu di trước đã. Nói là làm, La Trinh liền lấy một món huyền khí thượng phẩm ra khỏi nhẫn tu di, đó là một đôi đoàn kiếm màu xanh. La Trinh đặt đôi đoàn kiếm màu xanh này ở trước mặt, sau đó kết nối với lò luyện to lớn trong đầu. Một luồng hắc hỏa đã lâu không thấy, lúc này giống như một chú chim nhỏ vui sướng chợt lóe lên rồi bay ra từ trong đầu hắn, hướng về phía đôi đoàn kiếm màu xanh kia. Xèo xèo, ngay lập tức, đôi đoàn kiếm màu xanh đã biến mất trước mặt La Trinh, hóa thành 7 giọt thiên diễn tinh hoa, trôi nổi ở trước mặt hắn. Ngay lúc hắc hỏa muốn cuốn thiên diễn tinh hoa vào trong đầu, trong tay La Trinh liền xuất hiện một cái bình, sau đó La Trinh nhanh tay thu lấy thiên diễn tinh hoa vào trong bình trước hắc hỏa. Hắc hỏa giống như có linh trí, bay vòng quanh La Trinh vài vòng, giống như đang kháng nghị loại hành vi này của La Trinh. Thấy thế, ngón tay La Trinh lại chạm nhẹ lên nhẫn tu di, lấy ra tiếp một cái búa lớn màu vàng kim. Hắc hỏa theo lệ cũ lại cuốn về phía cây búa. Cây búa màu vàng này là vũ khí thuộc loại tốt và có giá bán cao trong hơn 200 món huyền khí thượng phẩm. La Trinh vốn cho là nó có thể luyện ra nhiều thiên diễn tinh hoa hơn. Dù sao một đôi đoản kiếm lúc trước cũng đã luyện được 7 giọt, cây búa màu vàng này hẳn là sẽ không kém hơn so với đôi đoản kiếm kia. Nhưng ngoài dự kiến của La Trinh, cây búa này cuối cùng chỉ luyện ra được 3 giọt thiên diễn tinh hoa. Trong một món huyền khí thượng phẩm có thể ẩn chứa bao nhiêu giọt thiên diễn tinh hoa, giờ La Trinh cũng có chút khó nắm bắt. May là phẩm chất của đám huyền khí thượng phẩm này không đồng đều, có xấu cũng có tốt. Một món huyền khí thượng phẩm có thể luyện ra nhiều nhất là 9 giọt thiên diễn tinh hoa, mà ít nhất lại chỉ có 2 giọt. Nói chung, chia đều ra thì một món huyền khí thượng phẩm có thể luyện ra 5 giọt thiên diễn tinh hoa, điều này vẫn nằm trong dự tính của La Trinh. Ước chừng mất một đêm, La Trinh lợi dụng ngọn lửa hắc hỏa cường hãn, luyện hóa hơn 100 món huyền khí thượng phẩm, tổng cộng có được hơn 500 giọt thiên diễn tinh hoa. Bận rộn từ đêm khuya đến sáng sớm, hắc hỏa vốn dĩ vô cùng năng động, lúc này dường như cũng có chút ỉu xìu. Tốc độ bay lượn không còn nhanh nhẹn như lúc trước, giờ nó đang trôi lơ lửng trước mặt La Trinh. Hắc hỏa này tựa hồ cũng biết mệt mỏi. Nhìn thấy vậy, La Trinh cũng có chút không đành lòng, nên dừng việc luyện hóa lại. Đồng thời La Trinh lấy ra 200 giọt thiên diễn tinh hoa từ trong bình ném cho hắc hỏa. Hắc hỏa kia giống cứ như con chó nhỏ ngửi thấy hơi xương, bộ dáng vốn đang uể oải ỉu xìu bay biến đi đâu hết. Nó lập tức cuốn lấy toàn bộ 200 giọt thiên diễn tinh hoa mà La Trinh vừa tách ra, sau đó bay trở về trong đầu La Trinh. Chỉ sau một hơi thở, 200 giọt thiên diễn tinh hoa liền bị rót vào trong miệng Thanh Long trên lò luyện. Sau đó một miếng vảy rồng được thắp sáng lên, tỏa ra ánh sáng xanh biếc trong suốt. Tiếp đó, từng miếng vảy rồng bắt đầu nối tiếp nhau mà sáng lên. Chỉ chốc lát sau, trên người Thanh Long đã có 40 miếng vảy rồng phát sáng. Cộng thêm số vảy trước đây La Trinh đã thắp sáng, tổng cộng đã có 47 miếng vảy rồng sáng lên. Những miếng vảy đó nằm song song ở cùng một chỗ, khi quan sát ở trong đầu sẽ thấy chúng tạo thành một mảng nhỏ, nhìn có vẻ vô cùng tráng lệ. Nhìn thấy một mảng ánh sáng màu xanh lục kia, trong lòng La Trinh cũng hơi kích động. Nếu mượn dùng hết sức mạnh của 47 miếng vảy rồng trong cùng một lượt, cộng thêm sức mạnh của bản thân, vậy hắn có thể đạt tới trình độ nào? Hiện tại cho dù La Trinh bị thúc thiên hoàn của Liễu Tồn Thế trói buộc hoàn toàn, chỉ sợ hắn cũng có thể dùng sức mạnh để thoát ra. Nếu một quyền của hắn đánh vào những kẻ mới bước vào tiên thiên cảnh, có lẽ bọn họ sẽ bị đánh thành bột mịn. Một đêm đã luyện hóa được hơn 100 món huyền khí thượng phẩm, La Trinh tạm thời ngừng lại. Dù sao hắc hỏa cũng đã hơi suy yếu, tạm thời cho nó nghỉ ngơi vài ngày. Mấy ngày này, La Trinh thi thoảng mới ra ngoài, phần lớn thời gian đều tu luyện ở trong phòng. Số huyền khí thượng phẩm mua từ Thiên Cơ Các đều đã bị La Trinh luyện hóa hết. Hắn rót một nửa số thiên diễn tinh hoa luyện được vào miệng Thanh Long, tổng cộng đã thắp sáng lên được hơn 100 miếng vảy rồng. Trên tay La Trinh còn dư lại hơn 600 giọt, hắn định để bán. Nhưng lúc này trong lòng La Trinh còn có một ít băn khoăn. Nhớ lại trong hội đấu giá, chỉ là 50 giọt thiên diễn tinh hoa mà đã dẫn đến oanh động và tranh đoạt lớn như vậy. Nếu hắn đem bán liền một lúc 600 giọt, liệu có chuốc phiền toái vào người không? Tục ngữ nói rất đúng, thất phu vô tội hoài bích có tội một. Khi không có thực lực tuyệt đối mà trên người La Trinh lại mang theo nhiều thiên diễn tinh hoa như vậy, nếu bị kẻ khác biết được, chỉ sợ sẽ mang đến họa sát thân. Mặc dù La Trinh cho rằng Trương Vô Huyền đáng tin, hắn thậm chí có thể trực tiếp giao thiên diễn tinh hoa cho Trương Vô Huyền. Nhưng Trương gia cũng không phải do một mình Trương Vô Huyền làm chủ, nếu người ta muốn có càng nhiều thì sẽ lần theo nguồn cung để tìm tới hắn, đến lúc đó nghĩ thôi cũng thấy phiền toái. Cho nên chuyện bán đấu giá thiên diễn tinh hoa còn cần tính toán kỹ hơn. Đã nhiều ngày trên Tiểu Vũ Phong sóng yên gió lặng, các đệ tử cũng đều đang khắc khổ tu luyện, thể ngộ. La Trinh cũng không ngoại lệ. Công pháp Thánh Giai Thiên Ma Thần Quyền có uy lực cường hãn, nhưng cũng đặc biệt khó luyện. Mặt trời mọc từ phía đông mang theo những tia nắng đầu tiên, La Trinh vận chuyển tâm pháp, đánh từng quyền vào không khí. Sau khi tiêu hao hết chân khí thiên ma trong cơ thể, La Trinh mới ngồi tại chỗ, vận chuyển tâm pháp Tử Đàn Quyền, tu luyện ra chân khí Tử Đàn. Sau đó hắn lợi dụng đặc tính của chân khí thiên ma để nó cắn nuốt chân khí Tử Đàn, nhanh chóng bổ sung chân khí thiên ma. Tuy rằng Thiên Ma Thần Quyền rất khó tu luyện, nhưng sau khi La Trinh không ngừng luyện tập, đến giờ cũng dần thông thạo. Không chỉ luyện thuần thục chiêu thứ nhất Ma Động Thiên Hạ, hắn còn nắm giữ thêm được chiêu thứ hai, Vạn Ma Dũng Động. Chiêu thứ hai tuy rằng không có uy lực to lớn giống như Ma Động Thiên Hạ, nhưng một lần lại có thể công kích nhiều mục tiêu, vô cùng hiệu quả khi đối mặt với kẻ địch có số lượng đông đảo. Ngay lúc La Trinh còn đang một mình luyện tập ở trong một góc của Tiểu Vũ Phong, trên sườn núi bỗng nhiên truyền đến tiếng chuông rung. Tiếng chuông này là muốn triệu tập tất cả đệ tử ngoại môn, không biết là có chuyện gì. La Trinh đứng trên vách đá nhìn về chỗ sườn núi. Không ít đệ tử nối đuôi nhau mà ra, tụ tập về phía quảng trường trên núi. La Trinh cũng dừng việc tu luyện, nhảy xuống khỏi vách đá, chạy về phía quảng trường. Trên quảng trường, dường như tất cả đệ tử ngoại môn đều đã tụ tập tại đây. Tô Linh Vận mặc bộ đồ màu lam nhạt đang đứng sừng sững giữa quảng trường, mà bên cạnh Tô Linh Vận còn có vật to lớn. Nhưng giờ phút này, nó bị một tấm vải màu vàng phủ kín bùa chú che kín, đệ tử ngoại môn không thấy được trong đó rốt cuộc là có thứ gì. Thất phu vô tội, hoài bích có tội, kẻ không biết không có tội, nhưng chỉ vì có bảo ngọc mà mang tội chỉ người vốn không có tội. Nhưng người có vật quý bên mình sẽ mang lại tai họa, sau cũng có ý so sánh người có tài hoa hay ý tưởng, nhan sắc, cũng có thể mang đến tai họa. Tất cả đệ tử ngoại môn đều lộ ra vẻ tò mò. Tô đạo sư rung chuông triệu tập đông đảo đệ tử ngoại môn đến, rốt cuộc là có việc gì? Ước chừng hơn một khắc sau, tất cả đệ tử ngoại môn còn ở lại Tiểu Vũ Phong đều đến. Ánh mắt Tô Linh Vận quét qua đám người, rất nhanh liền phát hiện La Trinh đứng ở phía sau, sau đó nàng mới nói từ tốn, hôm nay ta triệu tập tất cả lại đây là muốn tuyên bố một nhiệm vụ. Nhiệm vụ gì vậy nhỉ? Xem ra là nhiệm vụ rất quan trọng, nếu không sẽ không cố ý triệu tập như thế. Bình thường không phải nhiệm vụ là do cá nhân tự đi nhận sao, vì sao còn phải triệu tập? Đông đảo đệ tử ngoại môn đều nghi hoặc khó hiểu, nghị luận sôi nổi. Tô Linh Vận cũng chưa nói gì, chờ mọi người thảo luận xong mới nói tiếp, nhiệm vụ này là trảm yêu. Yêu, trảm yêu, không phải chứ? Muốn cho đệ tử ngoại môn đi trảm yêu, đây không phải là đi chịu chết hay sao? Nhắc tới trảm yêu, liền không thể không nói đến trừ ma. Rất nhiều võ giả của Vương Triều Phần Thiên từ khi vừa bước vào con đường võ đạo đã thường xuyên được nghe một câu, đó chính là trảm yêu trừ ma. Nhưng ai có thể nghĩ đến mấy trăm năm sau, yêu vẫn cần trảm, nhưng ma đã không cần trừ. Nhân tộc, yêu tộc, ma tộc là ba chủng tộc lớn cùng tồn tại trên đại lục. Ba chủng tộc này đã có rất nhiều mâu thuẫn với nhau, sau đó dẫn tới những cuộc chiến tranh, giết chóc liên miên, không có kết thúc. Trong ngàn vạn năm chiến đấu, nhân tộc và ma tộc dần dần suy thoái, mà yêu tộc lại ngày càng phát triển lớn mạnh, có xu thế muốn thâu tóm cả nhân tộc và ma tộc. Hai tộc nhân và ma tất nhiên sẽ không chịu ngồi chờ chết, kẻ địch của kẻ địch chính là đồng minh, rơi vào đường cùng, nhân tộc và ma tộc lựa chọn kết minh. Đó cũng là lý do vì sao ma tộc lại gả thích công chúa của họ đến Vương Triều Phần Thiên để thông hôn. Đây cũng là lý do Vân Mộng Quân của Phần Thiên Cung cũng dùng hình thức thông hôn, gả tới ma tộc xa xôi. Đến đây, yêu tộc đã thành kẻ địch chung của ma tộc và con người. Nhiệm vụ trảm yêu lần này không phải là bắt các ngươi lên chiến trường Tu La, chỉ là cho các ngươi đi đến rừng rậm Thương Khung để tiến hành thử luyện trước. Thử luyện trảm yêu, 33 phong của Thanh Vân, mỗi phong đều sẽ phái ra 5 đệ tử nội môn, 5 đệ tử ngoại môn. Tô Linh Vận tạm dừng một chút, lại lập tức nói tiếp, trảm yêu là sứ mệnh bắt buộc của đệ tử Thanh Vân Tông chúng ta. Nếu sống sót vượt qua lần thử luyện này, đối với các ngươi mà nói là một loại tôi luyện. Đồng thời 3 người trảm được nhiều yêu nhất trong cuộc thử luyện sẽ giành được một linh khí trung phẩm. Linh khí trung phẩm. Nghe đến mấy chữ này, trong mắt rất nhiều đệ tử ngoại môn đều toát ra vẻ nhiệt tình. Đừng nói linh khí trung phẩm, cho dù là huyền khí thượng phẩm thì đối với đệ tử ngoại môn cũng đã xem như là phần thưởng hậu hĩnh, huống chi phần thưởng lần này còn là linh khí trung phẩm. Phải biết rằng, giá trị của linh khí trung phẩm vô cùng kinh người, đối với đệ tử Thanh Vân Tông mà nói, đa số người phấn đấu cả đời cũng khó có được một món linh khí hạ phẩm. Nhưng lần này không ngờ phần thưởng lại là linh khí trung phẩm, so với linh khí hạ phẩm còn cao hơn hẳn một cấp. Giờ khắc này, người bình tĩnh nhất lại là La Trinh. Nếu hiện tại La Trinh vẫn chưa gặp được La Yên, chỉ sợ hắn sẽ giống những người khác, có hứng thú với phần thưởng hậu hĩnh này. Nhưng sau khi đi đến Luyện Ngục Sơn, một lần đối kháng với Vương Yến Diêu đã khiến La Trinh hiểu ra con đường phải đi phía trước xa đến nhường nào. Cho nên hiện tại tâm tính của La Trinh đã trở nên vô cùng vững vàng. Cũng không phải La Trinh không có hứng thú với nhiệm vụ này, nếu như có thể tôi luyện ý chí, gia tăng thực lực, La Trinh đương nhiên sẽ không từ chối. Tô Linh Vận lại nói tiếp, ta tin rằng các đệ tử ngoại môn ở đây, đa số đều chưa từng thấy yêu bao giờ. Bị gọi là yêu, không chỉ bởi vì chúng nó là dị tộc, mà còn là bởi vì trời sinh yêu đã mang theo yêu khí. Nói rồi, Tô Linh Vận vung tay lên, vén một góc tấm vải phủ màu vàng bên người nàng. Tấm vải mới chỉ bị vén lên một góc, mọi người còn chưa kịp nhìn rõ bên trong rốt cuộc là thứ gì, đã cảm thấy một luồng yêu khí mãnh liệt ập tới. Dường như yêu khí này là khắc tinh trời sinh của con người. Cho dù hiện trường có rất đông đệ tử ngoại môn, nhưng đối mặt với luồng yêu khí kia, đa số sắc mặt vẫn lập tức trở nên trắng bệch, không ít người còn lộ ra biểu cảm sợ hãi. Đây là yêu khí. Thật đáng sợ, giống như linh hồn cũng bị yêu khí khống chế, ta sợ quá. Dù biết rõ con yêu dưới tấm vải kia đã không có tính uy hiếp, nhưng tại sao ta vẫn sợ? Đối mặt với luồng yêu khí đập thẳng vào mặt, ánh mắt La Trinh hơi híp lại. Cho dù luồng yêu khí vừa rồi vô cùng yếu, nhưng tim La Trinh vẫn đang đập nhanh hơn gấp đôi. Nếu không phải La Trinh có tự tin tuyệt đối vào thực lực của mình, giờ phút này e rằng cũng sẽ vô cùng sợ hãi. Trong đệ tử ngoại môn, ta sẽ chọn ra 5 người tham gia thử luyện trảm yêu lần này. 5 cái tên này sẽ được chọn ra trong thử nghiệm kế tiếp. Tô Linh Vận nói, ta tin mọi người đã đoán được, dưới tấm vải vàng bên cạnh ta chính là một con yêu, đây là một con yêu trưởng thành thông thường. Thực lực của yêu tộc tất nhiên lợi hại, nhưng rất nhiều người tu luyện lại bại bởi những con yêu có thực lực yếu hơn mình rất nhiều. Nguyên nhân trong đó liên quan tới yêu khí mới vừa rồi, Tô Linh Vận tiếp tục giải thích. Tỏa ra yêu khí gần như là bản năng của yêu tộc. Mà loại yêu khí này có ảnh hưởng vô cùng lớn tới tâm trí nhân loại. Cho nên thông thường một cường giả nhân loại giao thủ cùng một con yêu thực lực kém xa thì vẫn có thể bị yêu tộc xé thành từng mảnh như thường. Nguyên nhân chính là do yêu khí có thể nhiễu loạn tâm thần, khiến con người rơi vào sợ hãi, không chiến mà bại. Cho nên, bước đầu tiên khi muốn chém giết yêu tộc, đó là có thể vượt qua nỗi sợ hãi do yêu khí mang lại. Tô Linh Vận nói xong, trong tay xuất hiện một thanh kiếm. Trên tay cầm trường kiếm, Tô Linh Vận đi một vòng dọc theo tấm vải bao phủ con yêu, đồng thời trường kiếm vẽ một vòng tròn trên mặt đất. Sau khi vẽ xong vòng tròn, Tô Linh Vận lại đi ra ngoài 2 thước, lại vẽ thêm một vòng tròn. Chỉ chốc lát sau, Tô Linh Vận đã vẽ tới 10 cái vòng tròn, mỗi vòng càng lúc càng lớn. Bắt đầu từ lúc này, trong 3 ngày kế tiếp, người tới gần con yêu này nhất sẽ đạt được tư cách tham gia thử luyện trảm yêu. Nói xong, Tô Linh Vận vươn tay, trực tiếp kéo tấm vải bao phủ ra. Lúc này, mọi người rốt cuộc cũng nhìn rõ bộ dạng của con yêu. Cùng lúc đó, một luồng yêu khí cực kỳ mạnh mẽ tỏa ra từ thân thể con yêu kia. Đám đệ tử ngoại môn vốn đang đứng thành một vòng lúc này lập tức lui về phía sau không ngừng, mãi cho đến khi cách ra khoảng 7-8 trượng mới có thể ngừng lại. Con yêu kia mang hình người, nhưng thân thể mập mạp khổng lồ. Làn da trên người đều là màu nâu vàng, 2 con mắt xấu xí không ngừng liếc quanh trên đầu, thi thoảng mới dừng lại trên người những đệ tử ngoại môn. Nó đang nhìn ta, nó đang nhìn ta. Một đệ tử ngoại môn hét lên một tiếng, không ngờ lại đặt mông ngồi luôn ra đất, 2 chân không ngừng đạp loạn, lùi về phía sau, dưới mông người kia còn lưu một vệt nước dài. Hắn thế mà bị dọa tè ra quần. Tình hình của những người khác so với đệ tử ngoại môn ấy cũng không mấy khả quan, chỉ cần là người bị con yêu kia nhìn chăm chú thì đều không nhịn được mà lui về phía sau chạy trốn. Tô Linh Vận lạnh lùng nhìn đám đệ tử không ngừng kêu la, sau đó lắc đầu nói, con yêu này đã không còn năng lực chiến đấu, nếu người nào muốn tham gia thử luyện, hiện tại có thể thử tới gần nó. Tiếng nói Tô Linh Vận vừa dứt, một vị đệ tử ngoại môn đã nhảy ra ngoài, chắp tay nói với Tô Linh Vận, Tô đạo sư, ta muốn thử xem. Vị đệ tử ngoại môn này chính là người xếp thứ 4 trên Tiểu Vũ Phong Cửu Cương. Đến đây thì cũng khép lại tập 31 Bách Luyện Thành Thần. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.